46. Phẩm trí hướng đến. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, ai có thể phát sanh tin hiểu? Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát từ lâu đối với quả vị giác ngộ cao tột phát tâm hướng cầu, tinh cần tu hành, đã từng cúng dường trăm ngàn muôn ước Phật, ở chỗ chư Phật phát nguyện rộng lớn, thiện căn thuần thục, được vô lượng thiện hữu nhiếp thọ, thì đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy mới có khả năng phát sanh tin hiểu. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, có khả năng phát sanh tin hiểu, thì theo tánh gì, tướng gì, trạng gì, mạo gì? Phật dạy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy đều phục tánh tham sân si làm tánh, xa lìa tướng tham sân si làm tướng, xa lìa trạng thái tham sân si làm trạng, xa lìa diện mạo tham sân si làm mạo. Lại nữa, thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy đều phục tánh tham vô tham, sân vô sân, si vô si làm tánh, xa lìa tướng tham vô tham, sân vô sân, si vô si làm tướng, xa lìa trạng thái tham vô tham, sân vô sân, si vô si làm trạng, xa lìa diện mạo tham vô tham, sân vô sân, si vô si làm mạo. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát thành tựu tánh tướng trạng mạo như thế, thì đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa ấy mới có khả năng phát sanh tin hiểu. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát tin hiểu bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, sẽ hướng đến chỗ nào? Phật dạy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy sẽ hướng đến trí nhất thiết trí. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát hướng đến trí nhất thiết trí, thì có khả năng làm chỗ hướng về cho tất cả hữu tình. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, như lời ông nói, nếu Đại Bồ Tát có khả năng tin hiểu bát nhã ba la mật đa sâu xa này, thì mới có khả năng hướng đến trí nhất thiết trí. Nếu có khả năng hướng đến trí nhất thiết trí, thì mới có khả năng làm chỗ hướng về cho tất cả hữu tình. Thiện hiện lại bạch, bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát ấy có khả năng làm việc khó làm, đó là mang giáp đội mũ kiên cố thế này, ta sẽ độ thoát tất cả hữu tình, đều khiến chứng đắc niết bàn rốt ráo. Tuy đối với hữu tình làm việc như vậy, nhưng hoàn toàn chẳng thấy có hữu tình nào được an lập. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, như lời ông đã nói, Đại Bồ Tát ấy có khả năng làm việc khó làm, đó là mang giáp đội mũ kiên cố như vậy, ta sẽ độ thoát tất cả hữu tình, khiến đều chứng đắc niết bàn rốt ráo. Tuy đối với hữu tình làm việc như vậy, nhưng hoàn toàn chẳng thấy có hữu tình nào được an lập. Lại nữa, thiện hiện, giáp mũ mà Đại Bồ Tát ấy đã mang đội chẳng thuộc sắc. Vì sao? Vì sắc rốt ráo không có sở hữu. Vì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải giáp mũ, nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc sắc. Giáp mũ mà Đại Bồ Tát ấy đã mang đội, chẳng thuộc thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì thọ tưởng hành thức, rốt ráo không có sở hữu. Vì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải giáp mũ, nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc thọ tưởng hành thức. Này thiện hiện, giáp mũ mà Đại Bồ Tát ấy đã mang đội chẳng thuộc nhãn xứ. Vì sao? Vì nhãn xứ rốt ráo không có sở hữu, vì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải giáp mũ, nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc nhãn xứ. Giáp mũ mà Đại Bồ Tát ấy đã mang đội chẳng thuộc nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Vì sao? Vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ rốt ráo không có sở hữu, vì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải giáp mũ, nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Này thiện hiện, giáp mũ mà Đại Bồ Tát ấy đã mang đội chẳng thuộc sắc xứ. Vì sao? Vì sắc xứ rốt ráo không có sở hữu. Vì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải giáp mũ, nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc sắc xứ. Giáp mũ mà Đại Bồ Tát ấy đã mang đội chẳng thuộc thanh hương vị xúc pháp xứ. Vì sao? Vì thanh hương vị xúc pháp xứ rốt ráo không có sở hữu. Vì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải giáp mũ, nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc thanh hương vị xúc pháp xứ. Này thiện hiện, giáp mũ mà Đại Bồ Tát ấy đã mang đội chẳng thuộc nhãn giới. Vì sao? Vì nhãn giới rốt ráo không có sở hữu. Vì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải giáp mũ, nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc nhãn giới. Giáp mũ mà Đại Bồ Tát ấy đã mang đội chẳng thuộc nhĩ tĩ thiệt thân ý giới. Vì sao?
Vì nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, rốt ráo không có sở hữu. Vì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải giác mũ, nên nói giác mũ kia chẳng thuộc nhĩ tĩ thiệt thân ý giới. Này thiện hiện, giác mũ mà Đại Bồ Tát ấy đã mang đội chẳng thuộc sắc giới. Vì sao? Vì sắc giới rốt ráo không có sở hữu. Vì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải giác mũ, nên nói giác mũ kia chẳng thuộc sắc giới. Giác mũ mà Đại Bồ Tát ấy đã mang đội chẳng thuộc thanh hương vị xúc pháp giới. Vì sao? Vì thanh hương vị xúc pháp giới rốt ráo không có sở hữu. Vì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải giác mũ, nên nói giác mũ kia chẳng thuộc thanh hương vị xúc pháp giới. Này thiện hiện, giác mũ mà Đại Bồ Tát ấy đã mang đội chẳng thuộc nhãn thức giới. Vì sao? Vì nhãn thức giới rốt ráo không có sở hữu. Vì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải giác mũ, nên nói giác mũ kia chẳng thuộc nhãn thức giới. Giác mũ mà Đại Bồ Tát ấy đã mang đội chẳng thuộc nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới. Vì sao? Vì nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới rốt ráo không có sở hữu. Vì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải giác mũ, nên nói giác mũ kia chẳng thuộc nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới. Này thiện hiện, giác mũ mà Đại Bồ Tát ấy đã mang đội chẳng thuộc nhãn xúc. Vì sao? Vì nhãn xúc rốt ráo không có sở hữu. Vì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải giác mũ, nên nói giác mũ kia chẳng thuộc nhãn xúc. Giác mũ mà Đại Bồ Tát ấy đã mang đội chẳng thuộc nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc. Vì sao? Vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc rốt ráo không có sở hữu. Vì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải giác mũ, nên nói giác mũ kia chẳng thuộc nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc. Này thiện hiện, giác mũ mà Đại Bồ Tát ấy đã mang đội chẳng thuộc các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra rốt ráo không có sở hữu. Vì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải giác mũ, nên nói giác mũ kia chẳng thuộc các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Giác mũ mà Đại Bồ Tát ấy đã mang đội chẳng thuộc các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, rốt ráo không có sở hữu. Vì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải giác mũ, nên nói giác mũ kia chẳng thuộc các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra. Này thiện hiện, giác mũ mà Đại Bồ Tát ấy đã mang đội chẳng thuộc địa giới. Vì sao? Vì địa giới rốt ráo không có sở hữu. Vì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải giác mũ, nên nói giác mũ kia chẳng thuộc địa giới. Giác mũ mà Đại Bồ Tát ấy đã mang đội chẳng thuộc thủy hỏa phong không thức giới. Vì sao? Vì thủy hỏa phong không thức giới rốt ráo không có sở hữu. Vì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải giác mũ, nên nói giác mũ kia chẳng thuộc thủy hỏa phong không thức giới. Này thiện hiện, giác mũ mà Đại Bồ Tát ấy đã mang đội chẳng thuộc vô minh. Vì sao? Vì vô minh rốt ráo không có sở hữu. Vì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải giác mũ, nên nói giác mũ kia chẳng thuộc vô minh. Giác mũ mà Đại Bồ Tát ấy đã mang đội chẳng thuộc hành thức danh sắc lực xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử. Vì sao? Vì hành cho đến lão tử rốt ráo không có sở hữu. Vì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải giác mũ, nên nói giác mũ kia chẳng thuộc hành cho đến lão tử. Này thiện hiện, giác mũ mà Đại Bồ Tát ấy đã mang đội chẳng thuộc ngã. Vì sao? Vì ngã rốt ráo không có sở hữu. Vì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải giác mũ, nên nói giác mũ kia chẳng thuộc ngã. Giác mũ mà Đại Bồ Tát ấy đã mang đội chẳng thuộc hữu tình dòng sinh mạng, khả năng sanh khởi, sự dưỡng dục, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, ý sanh, nho đồng, khả năng làm việc, khả năng thọ quả báo, cái biết, cái thấy. Vì sao? Vì hữu tình cho đến cái thấy rốt ráo đều không có sở hữu. Vì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải giác mũ, nên nói giác mũ kia chẳng thuộc hữu tình cho đến cái thấy. Thế quyển thứ 316.